Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về một cái vị tướng sát thủ đi gần rất là mạnh, đó chính là vị tướng Batman. Vị tướng Batman này thì mình chơi thì mình chiếu đi gần và một số trận đấu thì mình có thể đi trả thủ luôn. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ cho mọi người đi gần trước nha. Vị tướng này đi gần thì tương đối mạnh đó. Thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ về cái bán ngọc trước. Về ngọc cho Batman á, thì mình sẽ không cần lên tốc đánh nha mọi người. Mình sẽ ưu tiên lên tốc chạy cho vị tướng này và cái khả năng sát thương. Đầu tiên là ngọc đỏ 10 viên, mình sẽ lên là 2 viên, tỷ lệ chí mạng là 1,6%. 8 viên còn lại hãy ưu tiên lên cho công vật lý và xuyên giáp nha. Tiếp theo là 10 viên ngọc xanh thì mình sẽ lên là công vật lý và xuyên giáp là 10 viên. Còn ngọc tím thì mình sẽ lên là công vật lý và tốc chạy là 10 viên nha. Thì đây là cái bán ngọc dành cho vị tướng Batman. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần phù hiệu nha mọi người. Về phù hiệu cho Batman thì mình sẽ lên như sau. Bây giờ mình sẽ đi vào trang bị trước đây. Trang bị đi gần cho Batman á, đầu tiên mình sẽ lấy kiếm chi hồn. Món thứ hai là giày kiên cường hoặc là chiếc giày Hamas, giày tăng tốc chạy cho vị tướng này á. Thì mọi người có thể chọn trong hai cách. Nếu mà team bạn có hai vị tướng pháp sư hoặc là có những cái vị tướng mà khống chế tốt thì hãy lên giày kiên cường, còn không thì hãy lên chiếc giày Hamas luôn. Tiếp theo là món thứ ba thì mình sẽ lên cái thương xuyên phá. Món thứ tư chính là phức hợp kiếm và món thứ năm chính là lên món công luôn, đó chính là cái nanh đó mọi người. Đây nè, cái nanh veneer nè. Cuối cùng là giáp phong mệnh sẽ luôn quay luôn phiên ra thế giữa một là cái liềm đột mệnh nha. Đây là cái trang bị đi gần khi mà gặp tem bạn là một đối thủ, là một đội hình sát thương đồng đều giữa hai cái sát thương vật lý và phép thuật. Còn nếu mà gặp tem bạn mà sát thương phép thuật mạnh thì hãy lên cái vui chương choi thay cho cái phức hợp kiếm nha. Đó, còn gặp sát thương vật lý mạnh á, thì hãy lên cái áo tròn băng giá thay cho vị trí trôi luôn. Còn ngược lại nữa, nếu mà gặp tem bạn mà có nhiều tướng trâu bò cứng cáp thì cái thông tin phá này nè đánh không có thấm nha mọi người. Mọi người hãy lên cái kiếm Mugamasa luôn. Đó, như vậy là chơi rất là ok. Còn nếu mà gặp tem bạn mà khả năng hồi máu tốt đó, đó là chuyện bình thường thôi. Mình lên cái trang bị giống như trang bị này nè, hoặc là cây thông tin phá. Nhưng mà trang bị này thì vẫn ok nha. Còn về các phù hiệu cho Batman á, thì mình hãy chọn cái ma chú nha mọi người. Ma chú đi gần rất là phù hợp cho vị tướng Batman. Đây là cái hiệu ma chú nè. Đó. Thì ở đây mình sẽ chọn cho mọi người đây. Đầu tiên là màu đỏ nha. Ở đây mình sẽ chọn cái ma quả nè. Quả, chọn ma quả ăn chi để khi mà tung chiêu á sẽ gây sát thương lên tướng địch nè. Còn ở đây là cái món trang thứ ba, mình sẽ chọn cường công. Đó chính là nhận được công vật lý cho vị tướng này. Cuối cùng mình sẽ chọn cái ma chú nha. Khi mà mình chọn ma chú á thì khi mà cái cộng dồn sát thương của mọi người, khi mà nó sẽ có cái dấu ấn, khi mà cộng đủ 3 cái dấu ấn á sẽ gây sát thương lớn từ cái sát thương của mình đánh lên tướng địch, sẽ gây một cái sát thương cực kỳ là lớn nha. Nhưng mà nó phải cộng dồn dấu ấn nha mọi người. Dưới đây mình sẽ chọn cái thánh châu. Đó, để tăng cái thời gian hồi chiêu cho vị tướng này. Bên đây mình chọn cái xuyên tâm sẽ nhận được cái lượng xuyên di áp cho mình đánh trúng tướng địch sẽ tăng thêm. Đó. Thì đây là cái phiếu dành cho vị tướng Batman đi gần nha. Thì qua video này thì mọi người có muốn làm gì ngọc hay là trang bị vị tướng nào á thì mọi người cứ comment bên dưới nha. Mình sẽ làm theo cầu của tất cả mọi người. Mình là xin chào tất cả mọi người nha.